là tỉnh duyên hải Bắc Trung Bộ Việt Nam. Tỉnh Quảng Bình nằm ở nơi hẹp nhất của Việt Nam, theo chiều Đông Tây, nơi giao thoa tiếp điểm giữa các yếu tố tự nhiên và văn hóa của hai miền đất nước. Quảng Bình còn sở hữu hệ thống giao thông vô cùng thuận lợi từ đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không, cùng với tiềm năng, lợi thế về du lịch phong phú và đa dạng, đã đưa Quảng Bình trở thành một điểm sáng trên bản đồ du lịch miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung. Được thiên nhiên ưu đãi, Quảng Bình đã hội tụ như một Việt Nam thu nhỏ với đầy đủ địa hình đa dạng từ đồng bằng, rừng núi, sông biển. Đặc điểm địa lý, khí hậu, con người đã tạo cho Quảng Bình một thế mạnh riêng để phát triển du lịch. Quảng Bình được biết đến là vương quốc hang động với hàng ngàn hang động lớn nhỏ, trong đó đã có hơn 350 hang động đã được khảo sát. Nhiều hang động đưa vào khai thác du lịch nổi tiếng như động Thiên Đường, nơi được mệnh danh là hoàng cung trong lòng đất, hang Sơn Đòn, hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, động Phong Nha, đệ nhất kỳ quan. Ghé thăm những hang động này, du khách sẽ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp tráng lệ và huyền ảo bởi sự kỳ vĩ và hệ thống thạch nhũ đa dạng phong phú, muôn hình muôn vẻ. Đây là một lợi thế để phát triển du lịch khám phá, mạo hiểm, trải nghiệm thiên nhiên, một trào lưu du lịch mới trên thế giới và trong nước hiện nay. Ngoài hệ thống hang động hùng vĩ, Quảng Bình còn có các khu rừng nguyên sinh có độ che phủ lớn nhất cả nước như Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Khe Nét, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Động Châu Khe Nước Trong. Ở những khu rừng này, hoàn toàn là rừng tự nhiên và rừng nhiệt đới, tạo nên các điểm du lịch sinh thái. Quảng Bình còn hấp dẫn khách du lịch với một miền biển đẹp quyến rũ đầy thơ mộng, là điểm đến lý tưởng để du lịch nghỉ dưỡng. Quảng Bình có bờ biển dài 116 km từ Đèo Ngang đến Hạ Cờ với các bãi biển đặc sắc cùng những đồi cát trắng, những vùng rừng phi lao ven biển, những bãi tắm đẹp đến nao lòng. Trong đó, Nhật Lệ là bãi biển nổi tiếng nhất và nằm trong top 10 bãi biển quyến rũ nhất Việt Nam. Thì chúng tôi cung cấp thêm một số các cái sản phẩm về du lịch ẩm thực, du lịch văn hóa. Đấy, thì như quý vị biết, ở Quảng Bình thì cũng có rất nhiều cái địa điểm, những cái địa danh nổi tiếng, đặc biệt là ví dụ như khu lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, rồi phía Nam thì có khu lăng mộ của Lễ Thánh Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, rồi có một cái chùa rất là lâu đời và rất lớn hiện nay ở huyện Lệ Thủy ở phía Nam tỉnh Quảng Bình là cái chùa Hoàng Phúc. Đấy, rồi phía vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thì có đường 20 Quyết Thắng, rồi là có đền thờ Tám Cô Thanh Niên Xung Phong, rồi có rất nhiều cái địa điểm danh du lịch mà quý vị vào đi tham quan du lịch thì có thể là sử dụng thêm cái sản phẩm du lịch là văn hóa lịch sử. Thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi đang quy hoạch một cách tổng thể tất cả các cái loại sản phẩm du lịch. Trong nhiều năm qua, Quảng Bình đã kêu gọi được nhiều nhà đầu tư đến để đầu tư xây dựng các khu du lịch sinh thái, sân golf, khu lưu trú. Có nhiều khu lưu trú mang tầm quốc tế như Sun Spa Resort, Vinpearl Hotel Quảng Bình, Gold Coast Hotel nằm ở vị trí thuận lợi và có cảnh quan tuyệt đẹp bên bờ biển Bảo Ninh hay bên dòng sông Nhật Lệ thơ mộng. Là những khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao và sở hữu rất nhiều dịch vụ tiện ích để đáp ứng nhu cầu của du khách như nhà hàng chuẩn quốc tế, dịch vụ spa, bể bơi ngoài trời, bãi biển riêng, trung tâm thể thao và khu giải trí dịch vụ sông hơi. Hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm dịch vụ sang trọng, đẳng cấp cho du khách khi đến du lịch tại Quảng Bình. Đến với du lịch Quảng Bình, du khách còn được thưởng thức những sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, thể thao và giải trí cao cấp hàng đầu tại Việt Nam. Với hệ thống sân golf, khu nghỉ dưỡng, phục hồi chức năng đẳng cấp quốc tế như chuỗi sân golf lớn nhất Đông Nam Á FLC Golf Link Quảng Bình. Khu du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng suối nước nóng Bang,
469 cơ sở lưu trú đã đi vào hoạt động. Cùng hệ thống các tổ hợp nghỉ dưỡng của các thương hiệu, cơ sở lưu trú hàng đầu thế giới và Việt Nam đang trong quá trình đầu tư, hoàn thiện như Pullman, M Gallery, Movenpick, tập đoàn Accor, Melia, tập đoàn Melia, Radisson, tập đoàn Radisson, Wyndham, tập đoàn Wyndham, Best Western Premier. Hiện nay, tỉnh Quảng Bình có 133 di tích được xếp hạng, trong đó có 55 di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt, và có hơn 70 lễ hội, trong đó có 6 lễ hội cấp quốc gia như Hò Khoan Lệ Thủy, lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang, Lệ Thủy, lễ hội cầu ngư, lễ hội đập trống của người Ma Cong. Trong hệ thống di tích ở Quảng Bình có đầy đủ loại hình, di tích lịch sử cách mạng, di tích văn hóa, di tích kiến trúc, di tích khảo cổ. Đây là nguồn tài nguyên quý giá để phát triển du lịch. Trên vùng đất Quảng Bình hiện có 3 dân tộc sinh sống là người Kinh, người Chứt và người Bru Vân Kiều với nhiều nét văn hóa truyền thống mang đậm đà bản sắc. Trong đó có nhiều tộc người như Sách, Mày, Rúc và Arem. Người dân nơi đây vẫn còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc trưng độc đáo được thể hiện qua các lễ hội dân gian, các làn điệu dân ca đã tạo ra những mô hình du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, ẩm thực mộc mạc vừa mang nét đặc trưng riêng, vừa có sự kết hợp phong cách hiện đại Á-Âu cũng là điểm cực kỳ hấp dẫn du khách với hải sản tươi ngon, đậm đà phong vị biển. Gà nướng chấm muối treo Phong Nha, cá chấm sông Son, giò huyết sông Ròn hay ẩm thực đường phố với bánh lọc, bánh canh, bánh xèo, cháo hàu mà khách du lịch không thể bỏ qua khi đến với Quảng Bình. Nói rằng là cái điều kiện về tài nguyên thiên nhiên của Quảng Bình thì rất là thuận lợi để phát triển du lịch, và hiện nay thì chúng tôi cũng đang đề nghị tỉnh là xây dựng một quy hoạch là mỗi một địa phương, mỗi một huyện thì sẽ xây dựng một cái trung tâm du lịch, và làm sao đó để mỗi cái địa phương thì có những cái sản phẩm du lịch khác nhau. Tức là ví dụ như là Quảng Trạch thì có cái trung tâm du lịch Quảng Trạch và có cái sản phẩm du lịch khác với của Bố Trạch thì lại có cái Phong Nha Kẻ Bàng, rồi có một số các cái khu du lịch sinh thái và một số các cái sản phẩm khác, rồi là Quảng Ninh, rồi Lệ Thủy vân vân. Thì chúng tôi nghĩ là làm sao để xây dựng được mỗi một địa phương một cái trung tâm du lịch và có rất nhiều cái sản phẩm du lịch khác nhau mang tính chất văn hóa và vùng miền và ẩm thực, thì để làm sao đó để mà khi khách đến Quảng Bình thì người ta không chỉ là đơn thuần là chỉ đi Phong Nha rồi về Đồng Hới, mà phải người ta phải trải nghiệm qua nhiều địa phương, nhiều trung tâm du lịch, và người ta được trải nghiệm nhiều cái loại sản phẩm du lịch, thì như thế thì cái thời gian lưu trú của khách du lịch tại Quảng Bình thì mới là được lâu hơn. Đấy, và cái nguồn thu về du lịch thì được tăng lên. Trong những năm tiếp theo, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục khai thác những tiềm năng thế mạnh về du lịch theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, để đưa du lịch Quảng Bình là viên kim cương xanh như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi về thăm Quảng Bình đã nói, du lịch Quảng Bình sẽ là trung tâm du lịch của khu vực Bắc miền Trung, là viên kim cương xanh của du lịch Việt Nam, là địa chỉ đỏ trong bản đồ du lịch của thế giới. Du lịch Quảng Bình từng bước khẳng định thương hiệu, Quảng Bình là thiên đường khám phá và trải nghiệm dành cho du khách bốn phương.